Trên đời này có thần sao? Sao có thể? Tên đó điên rồi sao? Những người dị năng cấp cao như bọn ta là nhân loại mới được thần lựa chọn. Lẽ nào, trên đời này thật sự có cái gọi là thần sao? Nếu thật sự như vậy, lẽ nào mà thế này có liên quan với thần? Đó là Thứ này vừa từ chỗ nguyên thạch phát triển ra sao? Anh Hai, anh ở đâu? Chắc tử. Còn có xương mù đáng ghét này từ đâu ra vậy chứ? Nhìn cũng nhìn không thấy sao có thể tìm nhị ca đây? Kỳ lạ, hôm nay trời trong và lại bây giờ mặt trời đang nắng gắt vào buổi trưa. Sương mù này rốt cuộc vì sao lại xuất hiện? Dù là chuyện gì, đợi tìm được nhị ca nhất định phải đánh cho anh ấy một trận ra hồn. Tìm thấy anh rồi. Xem đây. Oa, wow, đừng qua đây. ôi xịt đừng phát tiếng đại ca cái đó sẽ không phải là quỷ chứ đừng nói bừa trên đời này sao có thể có quỷ chứ qua đây rồi chúng ta bị quỷ phát hiện rồi có thể là hiện tượng tự nhiên đừng tự dọa mình anh xem chắc chắn là quỷ đại ca bên này xảy ra chuyện gì vậy sẽ không phải là tiên nhân đang vượt kiếp chứ đọc tiểu thuyết ít thôi hãy tin tưởng vào khoa học anh đi xem thử em quay về trước đi hề em không muốn nghe anh đại ca Wow, chậm thôi, chậm thôi. đã nói với em là nguy hiểm rồi, em còn đến. Chính là bởi vì nguy hiểm nên em mới theo đến, nhiều thêm một người nhiều thêm sức. Mau nhìn. Chắc tử đừng hoảng, anh đến cứu em đây. Đây rốt cuộc là thứ gì, rõ ràng rất mềm nhưng lại không đánh vỡ được. và đây là nội dung chuyện thảm họa ngày tận thế tôi tái sinh biến cả gia đình trở thành một ông trùm chương 27 cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình